20 thỏi hình trụ màu nâu có trọng lượng 4kg nghi là thuốc nổ, chứa trong hai bịch ni lông đang được người phụ nữ này vận chuyển sang xã Quỳnh Lập. Vietcombank ra mắt chương trình khách hàng thân thiết VCB Rewards, giao dịch tích điểm đổi qua thì bị tổ công tác đồn biên phòng Quỳnh Phương phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An phát hiện bắt giữ. Tại cơ quan chức năng, người phụ nữ này khai nhận số hàng trên là thuốc nổ và được trả công 300.000 đồng để vận chuyển số hàng trên. Điện lên thì khi điện thì họ nhờ mấy ngày rồi, nhưng mà bởi thế vì nghề vì đi chợ về đó, họ đưa đến là đưa xuống là mang về, về là tôi lại đưa xuống cho họ nhờ mua. Theo cơ quan chức năng, để phục vụ nhu cầu khai thác mỏ đá và đánh bắt thủy sản trái phép, thời gian qua một số đối tượng đã lén lút vận chuyển mua bán thuốc nổ bất chấp các nguy cơ mất an toàn cho chính bản thân và ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng thường thay đổi nhiều khung giờ, địa điểm khác nhau để liên lạc giao hàng, gây khó khăn cho lực lượng phá án. Chủ yếu các đối tượng mua đi bán lại và bán cho các cái đối tượng là chủ các cái phương tiện tàu thuyền để sử dụng vào cái hoạt động khai thác thủy sản, đánh bắt thủy sản trên biển, và chỉ có là các cái thuyền trưởng là mới tiếp cận được với các cái đối tượng để lấy hàng. Ngoài ra thì các cái thuyền viên cũng như các cái người thân khác là hầu như là không trực tiếp. Từ nay đến cuối năm là thời điểm các hoạt động buôn lậu vận chuyển hàng cấm có xu hướng gia tăng. Vì thế các lực lượng chức năng cũng triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, bóc gỡ các đường dây, tích cực phối hợp với lực lượng công an, hải quan và các lực lượng khác trên địa bàn tập trung đấu tranh với các đường dây. Mua bán thuốc nổ là hành vi bị cấm bởi nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang chỉ đạo đồn biên phòng Quỳnh Phương mở rộng điều tra để làm rõ nơi cung cấp thuốc nổ và người tiêu thụ để hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.